Mỗi năm vào thời điểm này, chị Hồ Thị Linh ở thôn Chùm, xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị lại lên dãy tìm hái măng rồi gùi cõng đi bán tại các địa phương lân cận, thậm chí ra tận các xã ngoài đường quốc lộ 9, đoạn đường khá xa, vất vả, nhưng thu nhập từ bán măng tươi thường không ổn định. Kể từ khi tham gia tổ hợp tác nông sản sạch Ba Tầng, mỗi ngày chị Linh và nhiều phụ nữ Vân Kiều khác đã được hướng dẫn tham gia thực hiện các công đoạn sơ chế, xào sấy măng tươi, từ đây đưa ra các sản phẩm măng khô đóng gói được thị trường đón nhận nhiều hơn. Trước đây người Vân Kiều chúng tôi làm măng bằng nghề thủ công, làm măng phơi ngoài trời, lúc trời mưa thì măng hư, phơi không được. Giờ đây tham gia tổ hợp tác là bọn em phơi ra trong lòng kính, măng rất đẹp, rất vàng và bán ra rất dễ, rất an toàn thực phẩm. Với sự hỗ trợ của tổ chức Plan International Việt Nam và các cơ quan đối tác xã Ba Tầng, tổ hợp tác nông sản sạch Ba Tầng hiện có 16 thành viên là chị em phụ nữ từ 16 đến 50 tuổi, đến từ các gia đình còn nhiều khó khăn trên địa bàn xã Ba Tầng. Tham gia tổ hợp tác, các thành viên thay đổi thói quen phơi sấy măng ngoài trời hoặc trên bếp lửa bằng việc thực hiện trong nhà sấy năng lượng mặt trời. Sản phẩm măng được sấy trong nhà năng lượng mặt trời có màu nâu vàng rất đẹp mắt, đồng thời măng không bị ảnh hưởng bởi vấn đề thời tiết nên được thị trường ưa chuộng hơn. Tổ chức Plan International Việt Nam thì với cái sự hỗ trợ của Đại sứ quán Ireland thực hiện cái dự án tiến về phía trước. Mục tiêu của dự án đó là tăng cường cái sự khả năng chống chịu của cộng đồng vượt qua những cái khó khăn, đặc biệt là cộng đồng dân tộc thiểu số. Thì cái mô hình mà nông sản, mô hình hợp tác xã nông sản dành cho phụ nữ dân tộc thiểu số thì là một trong những cái can thiệp của chúng tôi. Thông qua cái mô hình này chúng tôi mong đợi là tạo ra một cái phương tiện về sinh kế mới cho tất cả các phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ba Tầng để giúp họ nâng cao cái điều kiện về kinh tế và từ đó họ có thể giúp cho con họ tiếp tục được đến trường và đảm bảo cái cuộc sống của gia đình họ được tốt hơn. Tại tổ hợp tác nông sản sạch Ba Tầng, các công đoạn từ hái măng, khâu sơ chế, ép măng đưa vào nhà sấy, thu gom măng sấy và đóng gói, vận chuyển hàng hóa đều được các thành viên trong tổ phân chia nhau khá khoa học. Nhờ phương thức mới này, nhiều phụ nữ Vân Kiều ở xã Ba Tầng nói riêng và của huyện Hướng Hóa nói chung đã dần hướng tới hoàn thiện phương thức hợp tác để có thể tiếp cận được thị trường rộng lớn hơn, mang lại thu nhập tốt hơn, ổn định hơn, đặc biệt là đối với những người phụ nữ khó khăn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.